cách nâng cao trí lực tức thời và lâu dài, giúp bạn học tập, làm việc hiệu quả. Làm sao để thông tuệ? Làm thế nào để có một tư duy nhanh nhạy? Cách gì để luôn cảm thấy minh mẫn, trí lực tưởng minh? Cách để làm tốt bài thi? Làm sao để hoàn thành tốt công việc? Trước tiên bạn phải coi bộ não như một cái cây bạn phải chăm sóc, cắt tỉa, bảo vệ và phát triển nó mỗi ngày. Khi cái cây đó khỏe mạnh nó sẽ phát triển và đơm hoa kết trái. Bộ não cũng vậy, nó cũng cần được quan tâm và chăm sóc đúng cách. Hãy xem chúng ta có thể làm những gì cho người bạn rất quan trọng này. Để bắt đầu, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách nâng cao trí lực tức thời. Phương pháp đầu tiên, khởi động não bộ. Động não là một cách để thúc đẩy não hoạt động. Đây là bài tập khởi động tuyệt vời trước khi bạn lao ngay vào nhiệm vụ chính như viết một bài luận hoặc ôn tập cho kỳ kiểm tra. Trong nhiều trường hợp, phương pháp này có thể khuyến khích tính sáng tạo. Nếu sắp viết một bài luận bạn hãy động não suy nghĩ về những điều cần viết trong bài luận trước khi tiến đến bước quan trọng là viết các câu chủ đề và luận đề. Thậm chí bài luận cũng không cần sử dụng bất cứ điều gì mà bạn đã nghĩ ra. Phương pháp động não chỉ đơn thuần giúp bạn khởi động não. Bạn cần hít thở sâu. Phương pháp hít thở sâu có tác dụng tăng cường sự lưu thông máu và nâng cao mức oxy, từ đó sẽ giúp bộ não hoạt động tốt hơn. 10 đến 15 phút hít thở sâu mỗi ngày có thể đem lại lợi ích cho bạn về lâu dài, nhưng phương pháp này nếu được thực hiện trước và trong thời gian ôn tập, thậm chí trong khi làm bài kiểm tra thì sẽ không chỉ có tác dụng duy trì mức oxy và sự lưu thông máu, vốn có lợi cho não bộ mà còn giúp bạn bớt hồi hộp, và điều đó cũng giúp não bộ hoạt động tốt hơn. Khi hít vào, bạn cần hít vào tận đáy phổi, hãy nghĩ hai lá phổi như một quả bóng đang căng lên, đầu tiên là ở bụng, sau đó đến ngực, rồi lên tới cổ. Khi thở ra, bạn hãy làm theo chiều ngược lại, từ cổ, đến ngực rồi đến bụng. Tác dụng của việc uống trà xanh Tạp chí Dinh dưỡng Lâm Sàng Hoa Kỳ nói rằng, Việc uống 5 cốc trà xanh hoặc nhiều hơn mỗi ngày có thể giúp giảm 20% nguy cơ căng thẳng thần kinh, cũng như caffeine, trà xanh cũng có thể giúp não tỉnh táo suốt ngày. Lưu ý bạn không nên uống trà xanh ngay sau bữa ăn, điều này có thể khiến cho cơ thể khó hấp thụ sắt. Đồng thời cũng không uống trà xanh vào buổi tối trước khi đi ngủ. Hãy biết nghỉ giải lao đúng lúc. Nghỉ giải lao là một cách hữu hiệu để giúp nạp năng lượng cho não. Bạn có thể lướt internet khoảng 15 phút hoặc chuyển sang làm việc khác một lúc để thay đổi nhịp độ hoạt động của não sẽ là ý hay nếu bạn chỉ dành thời gian không quá một tiếng để làm một việc nào đó trước khi chuyển sang làm việc khác một thời gian. Nếu nhiệm vụ nào đó chưa được hoàn thành trong một tiếng, bạn có thể dành thời gian để tiếp tục làm sau đó. Cười tác động rất tích cực tới não bộ. Có lẽ bạn từng nghe nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, hơn nữa tiếng cười còn kích thích nhiều vùng não khác nhau, cho phép người ta suy nghĩ rộng mở và tự do hơn. Cười cũng là một liệu pháp tự nhiên giúp giảm stress, mà stress vốn là yếu tố gây cản trở và hạn chế năng lực não bộ. Nhắc nhở bản thân cười nhất là trước khi chuẩn bị cho một bài thi quan trọng hoặc viết bài luận tốt nghiệp, dùng những bức ảnh ngộ nghĩnh làm hình nền của máy tính hoặc đặt một cuốn truyện cười bên cạnh khi bạn ôn bài và thỉnh thoảng dở ra xem để bật cười. Nâng cao trí lực về lâu dài, những giải pháp căn cơ và bền vững. Bạn cần tập thói quen ăn những thực phẩm giúp kích thích não. Nhiều loại thực phẩm có thể giúp nâng cao năng lực não bộ. Ngược lại, một số loại thức ăn chứa nhiều đường và carbohydrate tinh chế, thức ăn vặt và nước ngọt sẽ làm trì trệ quá trình xử lý của não, khiến bạn có cảm giác lơ mơ và oải. hoài. Ăn thực phẩm có hàm lượng cao các axit béo omega 3 như quả óc chó và cá hồi, tuy nhiên chỉ nên ăn có chừng mực do khả năng có hàm lượng thủy ngân cao, hạt lạnh xay, bí mùa đông, đậu tây và đậu cúc, rau bina, bông cải xanh, hạt bí và đậu nành. Các axit béo omega 3 giúp tăng cường tuần hoàn máu và kích thích sự hoạt động của các chất dẫn truyền thần kinh giúp não bộ hoạt động và suy nghĩ. Các loại thức ăn có hàm lượng magie cao, như đậu gà, còn gọi là đậu gà ban do đóng vai trò quan trọng vì chúng hỗ trợ cho sự truyền tín hiệu trong não. Các nhà khoa học đã tìm thấy mối liên hệ giữa chế độ ăn gồm nhiều quả mọng với khả năng học nhanh, suy nghĩ tốt hơn và lưu giữ thông tin lâu hơn. Colin, một chất có nhiều trong các loại rau như súp lơ và bông cải xanh, có khả năng kích thích sự phát triển của các tế bào não mới, đồng thời giúp tăng cường trí tuệ lâu hơn ở những người cao tuổi. Các loại carbohydrate các rát phức sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể và não bộ trong thời gian dài. Bạn hãy thử ăn các thức ăn như bánh mì làm từ lúa mì nguyên hạt, gạo lứt, bột yến mạch, các loại ngũ cốc có hàm lượng sơ cao, đậu lăng và các loại ngũ cốc nguyên hạt. Đừng để bộ não bị tổn thương vì bạn không ngủ đủ giấc. Khi bạn ngủ không đủ giấc, hoạt động của não sẽ kém đi. Vì vậy sự sáng tạo, khả năng suy nghĩ, chức năng nhận thức, khả năng giải quyết vấn đề và trí nhớ đều chịu sự tác động của giấc ngủ. Giấc ngủ đặc biệt cần thiết cho chức năng ghi nhớ vì vậy bạn cần đảm bảo duy trì các giai đoạn sâu hơn của giấc ngủ để hỗ trợ cho chức năng này. Tắt hết các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, iPod, vân vân, ít nhất 30 phút trước khi đi ngủ, nếu không, não sẽ bị kích thích quá mức khi bạn cố gắng dỗ giấc ngủ, do đó bạn sẽ khó đi vào giấc ngủ hơn và cũng khó đạt đến các giai đoạn cần thiết của giấc ngủ. Người trưởng thành nên ngủ ít nhất 8 tiếng. Vận động đủ giúp trí lực khỏe mạnh. Các hoạt động thể chất có thể tăng mức oxy trong não, giúp não xử lý và hoạt động tốt hơn sự vận động còn giải phóng các hóa chất giúp nâng cao tâm trạng và bảo vệ các tế bào não các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc tập thể dục thực sự giúp kích thích sản sinh thêm các nơ thần kinh trong não kiêu vũ và võ thuật là những bộ môn nghệ thuật rất hay để nâng cao năng lực não bộ vì các hoạt động này kích thích nhiều chức năng của não bao gồm tổ chức phối hợp vạch kế hoạch và suy xét các hoạt động này đòi hỏi bạn phải chuyển động cơ thể và các bộ phận khác nhau nhịp nhàng theo nhạc học thiền có thể là một giải pháp rất hiệu quả giúp bạn nâng cao trí lực thiền đặc biệt là thiền chánh niệm có thể giúp huấn luyện lại cho bộ não làm việc tốt hơn và không đi theo các đường mòn thần kinh tiêu cực thiền không những có tác dụng giảm stress từ đó giúp cho não hoạt động tốt hơn mà còn giúp tăng cường trí nhớ tìm một nơi yên tĩnh để ngồi dù chỉ 15 phút tập trung vào hơi thở vừa hít thở vừa nhủ thầm hít vào thở ra nhẹ nhàng đưa tâm trí tập trung trở lại vào hơi thở mỗi khi bạn nhận thấy đầu óc đi lan man khi đã quen hơn bạn hãy chú ý đến những thứ xung quanh mình cảm nhận ánh nắng trên mặt Lắng nghe tiếng chim và tiếng xe cộ bên ngoài hay nhận biết mùi thức ăn người bạn cùng phòng đang nấu. Bạn cũng có thể tập chú tâm trong các hoạt động, khi tắm dưới vòi sen, bạn hãy tập trung vào cảm giác nước chảy trên làn da, hương thơm của dầu gội đầu vân vân. Điều này sẽ giúp bạn duy trì sự tập trung và chú tâm vào khoảnh khắc hiện tại. Đừng bao giờ quên uống nước. Việc duy trì đủ chất lỏng trong cơ thể là cực kỳ quan trọng, vì bộ não chưa đến 80% nước, não sẽ không hoạt động tốt nếu thiếu nước. Vì vậy, bạn cần đảm bảo uống nước cả ngày ít nhất là 8 ly nước 240ml. Uống nước ép hoa quả và rau củ cũng là ý kiến hay. Polyphenol, một chất chống oxy hóa có trong hoa quả và rau, có thể giúp bảo vệ các tế bào não khỏi thương tổn và duy trì mức hoạt động cao của não. Không để stress bóp nghẹt bạn. Tình trạng căng thẳng kinh niên có thể gây ra các tác hại như phá hủy các tế bào não, làm tổn thương hồi hải mã, một bộ phận của não giúp nhớ lại ký ức cũ và tạo những ký ức mới. Xử lý stress một cách hiệu quả là điều cực kỳ thiết yếu mà bạn nên học vì loại bỏ hoàn toàn stress ra khỏi cuộc sống là điều không thể. Thiền cũng là chìa khóa để giúp kiểm soát stress, cho dù bạn chỉ dành 5 đến 10 phút mỗi ngày để thiền. Điều này sẽ có lợi cho trí não. Ngoài ra, phương pháp hít thở sâu cũng hữu ích, vì nó giúp giảm căng thẳng trước mắt và giảm nhẹ sự hồi hộp. Học hoặc khám phá một hoạt động mới mẻ. Quá trình học những điều mới sẽ giúp não hoạt động tương tự như cơ thể tập thể dục, có tác dụng tăng cường sức mạnh và khả năng chịu được. Nếu bạn chỉ bám lấy những lối mòn quen thuộc của những thứ đã biết, trí não sẽ không tiếp tục khỏe mạnh và phát triển học một ngôn ngữ mới là cách để kích thích nhiều vùng não khác nhau và giúp tạo các đường mòn thần kinh mới hoạt động này đòi hỏi sự nỗ lực về tinh thần và giúp mở rộng nền tảng kiến thức bạn có thể học nấu ăn đan móc chơi nhạc cụ hoặc tung hứng một khi bạn có hứng thú và học những thứ mới mẻ bộ não của bạn sẽ hạnh phúc hơn và hoạt động tốt hơn cảm giác vui sướng là một phần quan trọng trong việc học hành và duy trì sức khỏe não bộ cũng như nâng cao năng lực trí não nếu yêu thích những việc mình đang làm bạn sẽ có nhiều khả năng tiếp tục quan tâm và học hỏi. lời khuyên cho bạn: luôn đặt câu hỏi. điều này sẽ giúp bạn mở rộng tư duy và học những điều mới. giải các câu chữ, câu đố, vân vân. các hoạt động thách thức trí não sẽ có tác động tích cực đến sự phát triển của não. cảnh báo quan trọng: nhớ thả lỏng não như bạn thường thả lỏng cơ thể. não bộ hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. bạn hãy dành thời gian cho não thư giãn, thử tập yoga, thiền hoặc nghe nhạc êm dịu.